Hello, xin chào các bác và các bạn quay trở lại đến với video tiếp theo trên kênh Bê Bê Núi nhé. Hôm nay em lại review lại phiên chợ chó Bắc Hà, phiên 13 tháng 10 hôm nay. Vâng, hôm nay thì có rất nhiều chú chó, để đẹp thì cũng có một vài chú chó thật là xuất sắc. Em sẽ quay lại những chú chó đẹp cho bác cùng theo dõi các bác nhé. Và em đầu tiên là một em sù đen hoàng đầu. Em này rất đánh đực, trạng khoảng 6 đến 7 tháng. Chó rất là tuyệt vời, đuôi bông lau, lông thì rất là mượt. Em này mặt bợm rất đực nhá. Đầu là rất là ổn. Đây con nhé. Em này là răng nó hơi đen, bởi vì là nó ăn rau cỏ các kiểu nữa, rất hơi đen. Rất là chạm tầm 6-7 tháng thôi con nhé, 6-7 tháng. Đen hoàng đầu, chân vàng. Đó, em tiếp theo là một em vàng sói, màu đen. Em này dạng nhiều mai loi các bạn, rất là hay luôn. Em này sẽ đánh đực không? Con này giá bao nhiêu anh? Con này anh bán bao nhiêu? Triệu à? Lông rất là chất nhé. Em này là sù lông nhím này. Em này giá 1 triệu không nhé. Đính đực. Như vậy là đầu tiên là có 2 em khá là ổn luôn. Còn trong này thì là sù đỏ, dòng sù đỏ, đực cái đầy đủ hết các bác ạ. Đây. Như em này là tầm khoảng 7 triệu, 8 triệu này. Em này to nhất là 8 triệu, nhỏ hơn là 5 triệu, 3-4 triệu này. Như em tai bênh này nó tầm 3,5 triệu. Như em trên này là khoảng 5 triệu đẹp. Con này khôn này, con này mặt mũi rất là ok luôn con nhé, lông rất là đẹp luôn. Đấy, lông rất đẹp. Em này dòng tuyền màu, tầm 5 triệu một em có nhé, 5 triệu một em. Như em này em này mõm đều rất to các bác nhé, mõm rất to. Đấy, dòng sù đỏ giá 5 triệu một em. Đấy. Vâng, trong này cũng có một đàn đỏ nữa. Đàn đỏ này là có một em đực và một em cái. Đấy, em bên này là giới tính đực các bác nhé. Em này giới tính cái, giá 5 triệu một em. Đấy, giá 5 triệu một em. Toàn sù Bắc Hà chuẩn, chuẩn lông sù. Em cái là 4 triệu các bác ạ. Đấy, về cái là 4 triệu, chuẩn lông sù Bắc Hà. Đấy, tai to mặt đẹp. Phía bên cạnh là một em vàng các bác nhé. Con vàng là bao nhiêu em? Vàng 2 triệu anh ơi. Vàng 2 triệu. Đó, một em vàng cái các bác nhé. Vàng cái, em này là dòng vàng mũi nâu, vàng nhạt. Em cọc là 1,5 triệu à? Đấy, em cọc dòng cọc đen không nhé, cọc đen đuôi thịt, giá 1,5 triệu em này luôn. Đấy, giá 1,5 triệu. rất là tốt các ông nhé. Đuôi bông lau, lông tốt này. Em này giá 2 triệu các bác. Ok. Và hiện tại là những cái dòng chó cún này. Đây là dòng chó tứ mục. Em này ngon như bi luôn này. Loại này bao tiền một con đi anh? À, con này 2 triệu. Con này 700k. Tứ mục là 2 triệu. À, em cọc trắng đực này là 700k, còn em này là 2 triệu. À, 2 triệu em xám đá nhé. Xám đá giờ đính cái. Còn con đen tuyền thì sao anh? Đấy, cái đen tuyền. Em này là dòng cái đen tuyền. 2,5 triệu á? 2,2 triệu à? Em này cũng là dòng đen, sù đen, đen tuyền các bác nhé. Em này giá 2,2 triệu. Vâng, phía đối diện là có một em tai dựng dòng chó tứ mục. Chó tứ mục màu nâu và màu đen nhé. Đấy, một em đen. Em kia Huyền Đế Đơn chân sau này. Huyền Đế Đơn chân sau. Con này anh bán bao nhiêu? Con này này, anh bán bao nhiêu? 700 à? Con kia, con cọc. Em này là cọc cái, cọc quái đuôi cọc quýt. À, em này giá 1 triệu các bác nhé. Giá 1 triệu này. Em này đốm lưỡi nhiều các bác nhé. Ok. Con này cũng dáng rất là ổn luôn. Em này là cún vàng. Vàng. Em này khi trưởng thành thì cái lông, phần lông đen ấy nó sẽ thay hết đấy. Thay hết. Để chuyển sang màu vàng các bác nhé. Em này có vàng vàng pha tí gọi là lông đen. Đấy, em này giá đúng 1 triệu. Vàng cái. Nhìn mõm rất là xinh luôn các bác ạ. Xinh, tai đang dựng gần chuẩn rồi các bác nhé. Nhìn rất là ok. Là dòng vàng. Của em là sủ vàng các bác nhé. Con này bao nhiêu tiền chị gái? 1,3 triệu. À, con này 600, con này 500, con này cũng là cọc vàng này. Cọc vàng nhé. Em này là cọc vàng rơm. Giá 500 này. Em này 600. Đấy, còn em đó là dòng dingo vàng bạc đấy. Các bạn nhìn thấy cái lông bạc này. Lông bạc trên lưng này. Đấy, em này là dòng vàng bạc má các bác nhé. Em này giờ đính đực. Các cún nằm rất là ngon. Đấy, ngoan hiền luôn. Ở phía trên này có một em sù trắng này. Đấy, sù trắng mũi cam. Dòng sù lông nhím tít mít luôn các bác nhé. Đấy. Con này 5 triệu à? Đấy, em sù trắng giá 5 triệu. Trắng sù tít mít luôn. Lông thì không phải nghĩ rồi. Em này quá sù, sù tít mít luôn các bác nhé. Đấy, em sù trắng giá 5 triệu. Em này giờ đính đực các bác nhé. Đính đực. Sù trắng, đực. Lồng 2 lớp. Sù rất là chất ạ. Vâng, em này nhìn răng trắng này tầm 1 tuổi được không nhé. Con này đúng mấy tuổi rồi ông? Con này đúng mấy tuổi rồi ông? À, chưa được 1 năm. Con nào chị ơi? À, em này là chưa được 1 năm, vẫn là dòng chó non nhé. Chó non là tơ nhé. Hai em trắng bông đực. Và che này. Đây, một em sù đỏ cái nhé, sù đỏ con này. Đây là một em sù đỏ cái các bác nhé. Dòng sù đỏ cái. Em này cũng dưới đính cái nhé. To bé đều là dưới đính cái. Em bé này giá 3 triệu. Nhìn mặt rất là xinh luôn. Đấy, dòng sù lông nhím nhé. Em này cũng là dòng sù lông nhím. Đông người xem rồi. Các bác Em này thế này. Em này giá 7 triệu, còn em bé này giá 3 triệu các bác nhé. Bé giá 3 triệu. Em này giá 7 triệu. Đủ rất chất luôn. Còn em này thì còn một em cái nữa, còn em cái mặt rất gấu luôn này. Em này giá 3.8 triệu các bác nhé. Em kia 3 triệu rồi, còn em này giá 3.8 triệu này. Mặt rất là yêu luôn. Em này xù tít mít luôn các bác nhé. Con kia này xù đến tận chân luôn này. Rất gấu luôn này. Đó là một em xù đỏ rất là chất. Em này giá 3.8 triệu nhé. Em này giờ đi cái nhé, đốm lưỡi nhiều. Đấy. Em này đốm lưỡi đuôi khóa bên trái các bác ạ. Giá 3.8 triệu. Bây giờ là giá cuối chợ rồi các bác ạ. 3.8 triệu. Còn em kia giá 3 triệu này. Đây em xù cái này. Xù đỏ cái. Đấy, tầm 2 tháng những dòng này là họ tiêm phòng đầy đủ hết rồi các bác nhé. Tiêm phòng tẩy giun đầy đủ hết rồi. Đấy, em cái trưởng thành tầm 7 tháng. Đấy, em này thì giá 7 triệu có 7 tháng 7 triệu. Đấy. Còn 2 tháng rưỡi thì tầm 3 triệu và 3.8 triệu các bạn. Toàn đỏ mắt xanh hết các bác nhé. Dòng đỏ mắt xanh. Vâng, các bác mà kết em nào thì đừng quên liên hệ số điện thoại em để trên kênh các bác nhé. Vâng, video của em đến đây là kết thúc. Xin chúc các bác một ngày tốt lành và hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo. Nào mới xem có thể ấn nút đăng ký kênh, bật chuông để xem video mới nhất các bác nhé. Và một lần nữa xin cảm ơn các bác và hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo nhé. Bye bye các bác, tạm biệt.